Kính thưa ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng với các quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, em đến từ chi đội lớp 2C. Ngày hội đọc sách của nhà trường trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng. Sách là chiếc chìa khóa vạn năng thắp sáng trong ta nguồn tri thức, dạy chúng ta biết sống và biết yêu thương. Sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người, bởi sách ghi lại những kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà người đi trước đã kiếm tìm, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau. Những cuốn sách có nội dung tốt sẽ đưa đến cho chúng ta không chỉ những hiểu biết mới mà còn cả những sự suy nghĩ, tìm tòi và sự biến đổi về sách để khám phá thế giới, khám phá lịch sử. Những quan trọng hơn cả là để khám phá bản thân mình, và đặc biệt đọc sách trong các giờ ra chơi sẽ giúp các em vừa giải tỏa được những căng thẳng sau những giờ học trên lớp, vừa giúp các em học sinh tránh xa những trò chơi nguy hiểm. Có thể nói rằng việc đọc sách cũng góp phần tạo ra một môi trường học tập tích cực cho học sinh tại đây. Học sinh có cơ hội tìm kiếm, khám phá thông tin hình thành kiến thức mới mẻ để phục vụ bài học và làm giàu kiến thức cho bản thân. Năm 2019-2020, nhà trường tiếp tục trang trí cho thư viện ngày một toàn hoàn thiện hơn, góp phần đáp ứng thu nhu cầu đọc sách ngày càng nhiều của thầy cô giáo và các em học sinh. Bên cạnh công tác tuyên truyền sách hàng tuần, thư viện xanh của trường tiểu học Mạo Khê A mở cửa các ngày thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, thu hút đông đảo các em học sinh và các thầy cô giáo tham gia mượn và đọc sách. Những trang sách sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các em, nó sẽ chấp cho các em thêm đôi cánh ước mơ để bay tới những chân trời mới.